Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi bé gái khoảng 4 trừ 5 tuổi chơi điện thoại trước cổng nhà. Thấy chiếc xe máy lạ tiến lại gần, cô bé lùi vào trong sân nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ ngồi sau xe máy vào tận trong sân, giật mạnh chiếc điện thoại rồi ngay lập tức tẩu thoát. Cùng lúc đó, anh trai của cô bé chạy ăn ra, tri hô cướp rất lớn nhưng chiếc xe máy đã phóng dọt đi. Riêng nạn nhân dí vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bé gái chơi điện thoại trong sân, hành động của người phụ nữ lạ mặt khiến anh trai hớt hải chạy ra. Tình huống khiến những người lớn bất ngờ, hoang mang. Qua đây, các bậc cha mẹ nên chú ý, cảnh giác khi cho con cầm các vật dụng có giá trị. Trong clip kia là mất của chứ người chưa bị thương mà may rồi đấy. Gặp tên cướp liều hơn thì cô bé có khi bị sâu ngã rồi. Thành viên xung Đỉnh bình luận.